Dạ, em xin chào chị Nhung. Chị Nhung ơi, chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân chị cho tất cả các vị khách hàng ở đây được không ạ? Chị là Ngô Thị Nhung, chị sinh năm 1986, hiện tại chị sống ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Chị biết đến Nha Khoa Ân Tâm là chị có hai người bạn là ở Ân Tâm rồi giới thiệu chị đến. Thì người bạn của chị đã làm tại Ân Tâm lâu chưa ạ? Một bạn thì làm khoảng 6 tháng, còn một bạn thì làm các chị nghĩ tầm 2 tháng. Làm xong chị thấy đẹp quá, thấy cái kiểu như là cái màu nó trong. Xưa chị cũng có bị tai nạn giao thông á, nên chị cũng bị gãy vài cái chị làm á, thì chị thấy cái màu nó đục lắm, nó không có được trong, mà chị thấy bạn làm chị thích quá, chị kêu bạn giới thiệu. Lúc mà chị tới Ân Tâm á, thì chị không có biết cái chương trình mà thay xứ cũ đổi xứ mới. Thì mấy bạn tư vấn cho chị, xong rồi mà chị mới đầu chị nghĩ là thay thì mình sẽ bù tiền, ít tiền, nhưng mà thật ra mấy bạn xong rồi mấy bạn làm, mấy bạn thay miễn phí cho chị luôn. Dạ vâng ạ. Chuẩn bị một cái khoản chi phí sẵn để làm răng rồi, nhưng mà tới thì mình được giảm thêm những cái răng sứ cũ đổi răng sứ mới đấy. Khi mà mình biết có cái chương trình đó, mình có bất ngờ không chị? Không. Có, nhưng chị cũng có bất ngờ chứ sao rồi. Thì mấy bạn cũng nhờ chị nói cảm nghĩ ra để truyền đạt tới mọi người là có cái chương trình này là có thật á. Cho nên mới đầu thì chị nghe chị cũng hơi ngại, nhưng mà sau chị làm chị thấy ưng ý. Với lại chị muốn lan tỏa đến mọi người là cái chương trình này nó có thật, chứ không phải là quảng cáo cho thu hút mọi người đến để làm răng không. Dạ, bởi vì là chị là khách hàng thực tế và chị Nhung đã trải nghiệm đúng không ạ? Chị Nhung ơi, thì cái thời gian mình mà làm mang răng sứ cũ đó thì chị đã mang bao lâu rồi ạ? Răng đó chị làm chắc cũng hơn 10 năm rồi, chị làm năm 2007. 2007, một khoảng thời gian cũng khá là dài như vậy, và chắc chắn là cái răng sứ thì nó cũng xuống cấp nhiều đúng không chị? Đúng rồi, nó bị màu thì nó đục, mà nó bị chị xài thời gian lâu quá đó, cái chân răng nó bị đen, chân răng nó bị đen, với lại mà lúc đó mình không có biết đó là sứ gì. Dạ. Mình tới thì bác sĩ, lúc bác sĩ mà bác sĩ cho mình thấy thì cái sứ đó là sứ kim loại. Sứ kim loại đúng không chị? Thì một cái khoảng thời gian khá lâu như vậy, răng sứ của chúng ta cũng xuống màu, xuống cấp, và đặc biệt là với tình trạng răng sứ kim loại như của chị Nhung thì bị đen viền nướu nữa đúng không chị? Đúng rồi, bị đen viền nướu ở trong. Dạ. Thì đối với cái công việc mà giao tiếp với khách hàng nhiều như chị Nhung, chắc chắn là mình cũng rất là tự ti mỗi khi cười đúng không chị? Chị cũng đi tẩy chứ. Dạ. Chị tẩy, nhưng mà tẩy mấy cái răng kia thì nó sáng lên tí, nhưng mà ba cái răng sứ cũ á, thì nó sẽ không, người ta đâu có tẩy được cái đó, nó sẽ không sáng lên. Cho nên là chị thấy bạn chị làm đẹp có, chị quyết định chị đến đây chị làm. Dạ, và đó cũng chính là cái động lực lớn nhất giúp cho chị Nhung đến với Nha Khoa Ân Tâm. Thì khi mà mình biết được Nha Khoa qua hai người bạn giới thiệu rồi, thì khi mà đến với Nha Khoa Ân Tâm, cảm giác đầu tiên của chị Nhung là như thế nào? Mình có cảm thấy an tâm hay là mình có lo lắng gì không chị? Không, chắc chắn là không có lo lắng rồi, tại vì bạn chị đã trải nghiệm rồi mà. Bạn chị trải nghiệm cho nên là chị rất là yên tâm, chị đến đây luôn. Mà lúc chị đến chị làm thì thấy bác sĩ cũng nhẹ nhàng, làm về chị không có ê bú như cái lần trước chị làm, chị về chị ê bú, chị còn bị nha chu nữa. Chị đánh răng không được luôn, mà chảy vô nó đau lắm. Nhưng mà đợt này về là từ lúc mà đầu tiên cho đến lúc gắn tạm rồi gắn răng tạm tới bây giờ là chị về chị không bị gì hết. Dạ vâng ạ. Em được nghe là chị có gắn tạm 1 tuần đúng không chị? Thì không biết trong cái thời gian đó thì chị ăn nhai, chị cảm nhận nó như thế nào ạ? Chị ăn nhai thì chị cũng ăn nhai bình thường thôi. Nhiều khi là do cái lúc gắn tạm toàn thì mình giống như mình cảm giác mình cái răng nó mới, nhiều khi mình cũng thương nó. Mình sợ nó, mình cảm giác là nó mình sợ nó gãy thôi, chứ thực ra chị vẫn nhai được bình thường. Thì hiện tại thì chị có hài lòng với màu sắc dán răng này không ạ? Chị rất hài lòng, màu sắc và dán răng này. Mọi người khen lắm. Gặp bạn bè đồ mọi người cũng khen, nói là răng ở đây là màu trong đẹp, với lại là cái độ không bị dày quá. Nên là nhìn cũng như răng thật vậy, không có bị dày quá dày. Dạ vâng ạ. Và đây cũng chính là cái hàm răng mong ước của chị Nhung đúng không chị? Dạ, chị Nhung có thể cho mọi người biết thêm là cái quá trình thay sứ như vậy thì có mất thời gian lắm không chị? Chị thấy cũng mất thời gian, khoảng 2-3 lần hẹn là mình có một À, thì lần đầu tiên đến mình làm gì chị Nhung ha? Lần đầu tiên chị đến thì mấy bạn tư vấn cho mình phân răng, màu răng, rồi bác sĩ nếu mà mình đồng ý mình làm thì bác sĩ tiến hành làm cho mình luôn. À, rồi 3 ngày sau mình được gắn răng sứ đúng không chị? Đúng rồi, 3 ngày sau là chị gắn răng sứ xong rồi mình gắn sứ tạm khoảng 1 tuần thì mình gắn kết luôn. À, thì cho em hỏi luôn chị Nhung là chị Nhung khi mà trước đây mình làm răng sứ kim loại còn bây giờ làm răng toàn sứ như vậy thì khi mà gắn vô chị Nhung có thấy có sự khác nhau gì giữa răng sứ kim loại và răng toàn sứ không ạ? À? Bản thân chị cảm nhận. Khác chứ, chị cảm giác nó, cái răng kia nó dày, nó dày màu nó đục hơn, còn răng này á cái độ dày vừa phải, giống như nhìn vô thì là không biết là răng toàn sứ không, nhưng mà cái màu nó trong á, tại do cái màu nó trong với độ dày vừa phải á, chị thích hơn cái răng kia. Dạ. Nó mỏng hơn nên là khi mà mình mang mình cảm giác là nó nhẹ nhàng và nó thoải mái hơn đúng không chị? Thì ngày hôm nay chị là khách hàng thực tế đến với Nha Khoa Ân Tâm và trải nghiệm chương trình này rồi. Thì chị Nhung có đôi lời nào muốn gửi đến những vị khách hàng khác mà cũng đang có răng sứ cũ mà còn chưa có động lực thay sứ không ạ? Và đặc biệt là mình biết đến cái chương trình này ý nghĩa, chị Nhung có thể chia sẻ với mọi người. Các bạn làm thay cho chị xong á, chị về chị cũng có giới thiệu mọi người, chị cũng khoe với mọi người cái chỗ đó thay sứ là miễn phí luôn, mà cái sứ của chị là xưa chị làm chỗ khác đến người ta vẫn thay miễn phí chị, bởi vì đang có chương trình đổi răng sứ cũ lấy răng toàn sứ mới, tiết kiệm chi phí đến 99,9% đó. Chị cũng nói là ai có sứ mà muốn thay thì cứ đến đi, ở đây họ tư vấn thì họ thay cho mình. Nói chung là chương trình này có thật, mọi người muốn thay sứ thì cứ đến với Ân Tâm nha. Dạ em xin cảm ơn chị. Và thông qua đây thì không biết là chị có, ngày hôm nay chị đến với Nha Khoa Ân Tâm hoàn tất nụ cười của mình rồi, thì chị có đánh giá như thế nào về Nha Khoa Ân Tâm ạ? Mới đầu chị tới thì chị thấy cơ sở vật chất cũng tốt. Chị thấy nói chung bước vô là chị thấy nó đẹp. Chị thấy Nha Khoa mình đẹp. Sau rồi cái mấy bạn thì đến tiếp chuyện với mấy bạn cũng nói chung mấy bạn nhẹ nhàng dễ thương lắm, còn cũng y bác sĩ cũng dễ thương, làm việc nói chung mày răng đồ gì cho mình cũng nhẹ nhàng, ví dụ như mình có một chút ê thôi mình chỉ cần giơ tay là bác sĩ ngưng và bác sĩ hỏi ý kiến mình liền. Vâng, và nãy giờ thì chúng ta cũng đã được nghe những lời chia sẻ rất là thật tình đến từ chị Nhung, một vị khách hàng biết đến Ân Tâm qua những người bạn của mình. Và đội ngũ của Nha Khoa Ân Tâm cũng rất là vui vì ngày hôm nay có thể mang đến nụ cười tự tin cho chị Nhung. Và mọi người ơi, thì thông qua đây thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái động lực hơn để giúp cho những ai đang có răng sứ cũ thì có thể mạnh dạn đăng ký chương trình đổi răng sứ cũ lấy răng sứ mới, tiết kiệm đến 99,9% của Nha Khoa Ân Tâm. Và hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo của Nha Khoa Ân Tâm.